Đây là bài 21 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của hội quán Tam Thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời vào. Chính diện. Ở đâu? Tại nào? Không phải. Bù sì. Về trường. Hồi xuế xào. Có biết Thiên An Môn không? Chứ bù chứ đảo Thiên An Mấn. Là của mình. Sì wǒ de. Đó là tạp chí tiếng Trung. Nà shì zhōngwěn zǎzhì. Chúng tôi cũng vậy. Wǒ mèn yě shì. Hoan nghênh. Huān yǐng. Đều học tiếng Trung. Đâu xuế trung vấn. Đâu xuế hàn yǔ. Tiếng Anh. Yīng yǔ. Yīng wěn. Bạn tên là gì? Nǐ jiào shěn me míng zì? Phan Thủy Dương. Phan Chuy Yang. Trương Đông. Trang Tung. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ xin hỏi. Chính vận. Chính. Chính. Vận. Vận. Chính vận. Chính vận. Xin hỏi bạn tên gì? Chính vận nì chào sở mà miếng zi? Chính vận nì chào sở mà miếng zi? Xin hỏi hôm nay thứ mấy? 请问今天星期几? 请问今天星期几? Xin hỏi các bạn uống cà phê không? 请问你们喝咖啡吗? 请问你们喝咖啡吗? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói quý tính. Trong đó từ tính có nghĩa là họ. Quý tính là cách hỏi họ một cách tôn trọng. Quỷ xỉn. Quỷ. Quỷ. Xỉn. Xỉn. Quỷ xỉn. Quỷ xỉn. Hãy nói từ họ. Xin. Xin. Họ gì? Xin sở mơ? Xin sở mơ? Anh họ gì? Nì xin sở mơ? Nì xin sở mơ? Tôi họ Vương. 我姓王。我姓王。 Mình họ Phan. 我姓潘。我姓潘。 Hãy nhắc lại từ quý tính. 贵姓。贵姓。
quý tính của anh, hãy dùng từ nín để biểu đạt sự tôn trọng. Nín quỷ xỉn. Nín quỷ xỉn. Quý tính của bố bạn. Nǐ bà bà guì xìng. Nǐ bà bà guì xìng. Xin hỏi quý tính của anh. Qíng wěn nín guì xìng. Qíng wěn nín guì xìng. Tôi họ Phương, còn cô? Hỏi với nghĩa tôn trọng. 我姓王，您呢？ 我姓王，您呢？ Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói họ Nguyễn. 软，软。 Cô giáo Nguyễn. 软老师。 Rõ lão sư. Họ Nguyễn. Xinh ruan. Xinh ruan. Cô họ Nguyễn à? Nǐ xìng ruán mě? Nǐ xìng ruán mě? Tôi họ Nguyễn. 我姓阮。我姓阮。 Xin hỏi quý tính của anh. 请问您贵姓? 请问您贵姓? Tôi họ Phương, còn cô? Hỏi với ý tôn trọng. 我姓王，您呢? 我姓王，您呢? Tôi họ Nguyễn. 我姓阮。我姓阮。Bài học này đến đây là hết.